À, Thiện cũng mến chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh của Thiện Bơm Nước Mini Nhật Bãi. Ngày hôm nay Thiện cũng xả một số lô đầu áp mini này dành cho những bình xịt thuốc đeo lưng đó. Thì bà ngày hôm nay Thiện sẽ rất nhiều đó, nhiều lắm, thì Thiện sẽ đăng cho bà con tham khảo. Bà con thấy những cái này là toàn bộ là tâm của 260 đều gắn vô bình xịt thuốc đeo lưng, đeo quai đó, bình đeo quai của mình được hết nha. Đó, và những cái con phun thuốc máy xới này nọ nè, hôm nay Thiện sẽ đi vòng vòng đăng cho bà con một số lô cho bà con tham khảo. Là những cái đầu này là một chút nữa Thiện sẽ quay chi tiết thiếu những cái gì hay là nó bị cứng này nọ là Thiện sẽ báo theo cái giá trên cái mặt hàng đó. Thì còn những con máy nào mà Thiện sẽ bao nổ bao xài cho bà con thì cái giá tiền nó khác nha. Thì ngày hôm nay chắc Thiện cũng đăng cho bà con khoảng nằm tầm 30 lô để cho bà con tham khảo đó, trong thời gian đang chờ hàng về đó. Thì bà con cũng cũng rõ rồi, thì buôn bán thì bà con mua những cái mặt hàng của bên cửa hàng của Thiện thì hãy cọc tiền chân cho Thiện từ 100 đến 200 ngàn là Thiện sẽ gỡ hàng đi cho bà con nha. Đó, cho nên bà con nào mua hàng, nếu mà bà con nào đã mua hàng bên cửa hàng rồi thì Thiện sẽ ship code cho bà con cũng được đó. Thì ngày hôm nay Thiện sẽ vô những cái đầu áp dành cho những cái bình xịt thuốc đeo lưng đeo quai đó. Đầu áp đây là của Nhật hết. Ở những cái đầu áp như vậy này đó đều gắn vô những cái tâm 260, những cái đầu áp của nhà mình đó là được đều được hết nha. Bây giờ Thiện sẽ hôm nay nhiều lắm, Thiện sẽ đăng cho bà con đó. Đây là cái con số 1 nè đó, đây là bao lăn được nha, đây nè bao lăn đầu áp được nè, còn hơi hơi hám rồi, còn rất cứng ngon đây nè, hai bà con thấy nè, quanh hồi quanh đồ cũng còn luôn, thì cái con này nó còn cực kỳ đẹp luôn. Rồi con số 1 này bán cho bà con số 1 là 400 ngàn. Số 1 400 ngàn nha. Rồi vô con số 2 này. Vô con số 2 thêm một con nữa nè, cũng hơi hám rồi cũng còn ngon nè nha. Hơi hám rồi cũng còn ngon luôn. Quay được, bao quay được nha. Đó, bao quay được. Cái này thì cái quanh hồi nó là nó bị sứt rồi nè. Quanh hồi nó là đã bị sứt. Cho nên giờ bà con gắn con ốc và con dặn cũng được nha. Đó, cái quanh hồi là bị sứt rồi, cái này thì quanh hồi nó bị sứt rồi thì tiện bán cho bà con là cái này đầu áp này nè còn quay được nha. Rồi bán cho bà con 300 ngàn, con số 2 300 ngàn. Rồi vô con số 3 nè. Số 3 là cái này là nó bị gãy rồi, lấy cái gãy này bỏ bỏ ra đi, bỏ qua bên kia rồi thay cái đó hả. Rồi vô con số 3 này đó, số 3 này cũng quay được luôn, hơi hám rồi quay quay cực kỳ ngon luôn này, nặng 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 hơi này nha, con này nó quay còn nặng nặng hơi lắm. Dinh dinh đây đó, ha quay nó rất nặng nha, này thì ti đồ còn bót lắm này đó, ha ti đồ còn bót lắm nha. Rồi con này cũng vậy, con này bán cho bà con là 350 ngàn nha. Đó, con số 3 350 ngàn. Rồi vô con số 4 nè. Đó, con số 4 này cũng quay được luôn nha. Đây, số 4 được cũng còn quay được hết nè. Đó, hơi hám được cũng còn ngon luôn, số 4 luôn. Rồi bán cho bà con 350 ngàn luôn. Rồi vô con số 5 nè. Đó, bao quay được luôn. Đó, số 5 qua bao quay được luôn nha. Rồi số 5 này cũng vậy, cũng bán cho bà con, nó bị cong cái này một chút này nha, giờ gò lên nha bà con. Đó, rồi bán cho bà con 350 ngàn luôn, số 5 350 ngàn luôn. Rồi số 6 luôn, số 6 này cũng quay được luôn. Đó, số 6 quay được luôn, rồi bán 350 ngàn luôn. Đó, số 6 quay được cái là cũng còn quay được luôn nha. 350 ngàn. Rồi vô con số 7 nè. Cái này là tâm lớn nha bà con, tâm là dành cho GX35 đó. Đó, con này nè, GX35 quay bao quay được luôn. Đó, bao quay được. Rồi bán con này cho bà con 500 ngàn. Rồi vô con số 8 luôn. Ui, một cái đầu áp cực kỳ còn đẹp nha. Đó, quay quay rồi hơi hám rồi còn rất ngon nha. Đây nè, quay rất hơi hám rồi còn ngon lắm. Đó.
nó hơi bót nha bà con. Thôi đây nè, quay nó hơi bót đó. Rồi con số 8 này quay nó hơi cứng một tí, rồi bán cho bà con cái này 250.000. Giờ bà con vệ sinh đồ ra nha, số 8 250.000. Rồi vô con số 9 nữa nè, số 9 nè, cũng quanh hồi quanh đồ ấy nhưng mà đầu áp đầu đồ còn quay được, còn mó tinh luôn nha. Rồi bán cho bà con số 9 này là 350.000 nha. Rồi vô con số 10 nữa nè, cũng quay được luôn. Rồi con số 10 này cũng vậy, cũng bán cho bà con 350.000 luôn. Rồi vô một cái đầu áp cực kỳ lớn nè, đó ti ra quay được luôn nè, thấy không, bà con ra vô quay được nè, đó đầu áp này cực kỳ mạnh luôn, đó quay được nè, đây nè ti nó còn mở tinh quay được luôn luôn, đây có chỗ, đây là có chỗ, đây là châm mở nè, đó. Rồi bán cái này cho bà con là 450.000 nha, con 11 450.000. Rồi vô con 12 nè, cũng quay được luôn nè, con này quay được luôn, rồi bán cho bà con 350.000 luôn. Rồi vô con 13 nè, 13 này cũng vậy nè, đó quay luôn được hết, quay hơi cứng tí nha. Rồi quay hơi cứng tí bán cho bà con 300.000, 13 300.000 nha. Rồi 14 nè, 14 quay được nè, rồi cái này nó hơi bị cong xuống, bà con gò lên nha. Rồi bán 14 này cho bà con 350.000. Rồi vô 15 nè, 15 này cũng quay hơi cứng nè, quay hơi cứng nha. Rồi bán cho bà con 300.000 nha, 15 300.000. Rồi vô con 16 nè, 16 quay được nè, 16 quay được nha, 16 quay được, quanh hồi quanh đồ cũng còn nè. Rồi bán cho bà con này là giờ cái này nó bị cong xuống tí nè, đó bà con gò lên nha. Rồi bán con này cho bà con 350.000. Rồi con 20 nè, rồi con 17 nè, con này là còn mới tinh luôn nè, quay được luôn nè, đó. Rồi bán bà con 350.000 luôn, 17 350.000 luôn. Vô con 18 nè, cũng quay được luôn nha. Rồi bán cho bà con 350.000 luôn. Rồi vô con 19 nè, 19 này đó, vô con 19 quay được luôn nè, còn quay được nha, có quanh hồi quanh đồ cũng còn luôn nè, quanh hồi quanh đồ còn nè. Rồi bán cái này cho bà con 350.000. Rồi vô con 20 nữa nè, rồi quay được luôn, rồi bán cho bà con 350.000 luôn. Rồi vô con 21 nè, rồi quay được luôn, rồi bán 350.000 luôn. Rồi con này quay hơi cứng nè, quay hơi cứng nha bà con, 22 nè, quay hơi cứng, rồi bán cho bà con 250.000. Ham rưỡi. Rồi cái này quay được nè, quanh hồi quanh đồ còn ngon nè, đó. Rồi bán cái con này cho bà con 370.000, 23 370.000. Rồi con 24 nè, 24 quay được luôn, rồi bán cho bà con 350.000. Rồi thêm con 25 nữa nè, con này con quay cứng nè, rồi bán cho bà con 250.000. Rồi vô con 26 nè, một cái đầu áp ti một đầu nè, đó ti một đầu nè, quay được luôn rồi nha,
Đó, xài đầu áp ti một đầu rồi bán cho bà con 150 nè. Rồi. 26. Rồi những cái đầu đó đã hết rồi. Cái này bị gãy rồi. Rồi những cái đầu áp đã hết thì bây giờ thì sẽ vô con 27 nè. Ở một con xịt thuốc Honda nè. Honda 5 ngựa nha bà con. Có bánh xe bánh đồ luôn nằm trên cái đầu áp như vậy nè. Đó, đầu áp này, cái động cơ là động cơ tu nhanh. Đó, bà con muốn gắn vô vô xin bơm bơm nước cũng được luôn nè. Đó, nó bốn chân ốc nè, đầu áp của nó đây. Đó. Đây nè, động cơ là động cơ Honda. Con đó là động cơ Honda nha. Đây nè, Honda, đầu OHC nè. Đó. Máy móc hơi hám rồi lửa có, bao hơi bao lửa đủ đồ cho bà con. Giờ bà con việc bà con dọn lên rồi bà con cho nó xài thôi. Đó, những cái con này là đầy đủ đồ hết Honda. Đó. Rồi bán cái con này cho bà con là 2,6 triệu nha. Đó. Con 27 2,6 triệu. Rồi cho con 28 nè. Một con máy xới nè. Máy xới con này là máy xới Mitsu TL26 nha. Đó, Mitsu TL26. Đó, đây nè, Mitsu TL26 nha. Con này là vàng vàng xới vàng độ là còn rất dày, rất đẹp nha, hàng máu quời. Đó, con này bà con dòm là còn quá đẹp luôn. Con này là hơi hám rồi lửa là giật giật nổ rồi nha bà con. Đó, giờ đổ chút chút xăng vô là nổ rồi đó. Rồi bán cái con này cho bà con giá bán là 2 triệu nha. Đó, 2 triệu. Rồi vô con 29 nè. Một con Mitsu TL33 nữa nè. Đó, Mitsu TL33 nữa nè. Đó, con này cũng vậy, hơi hám được còn ngon luôn nha, lửa còn ngon luôn. Đó, hơi hám được còn lửa còn rất ngon. Vàng vàng sới vàng đồ nè. Đó, cũng còn quá quá đẹp luôn. Con này là Mitsu này là TL33 này là hàng hàng đây là hàng xuất Nhật nha, chứ không phải là hàng Nhật đâu. Tưởng bà con thấy cái đầu TL33 là một đống tiền lận nha. Đó, con này là hàng của xuất Nhật chứ không phải là hàng của Nhật. Đó, rồi bán con này cho bà con giá bán là 1,6 triệu nha. Đó, bán giao lưu cho bà con đó. Giờ bà con dọn lên nổ lên rồi xài nha. Rồi hôm nay là thiện xả cái con máy cắt cỏ bàn này luôn. Ở cắt cỏ bàn này luôn. Con này là có bánh xe đồ chạy bao hơi bao lửa cho bà con. Có lưỡi còn lưỡi cắt luôn nè. Ở lưỡi cắt đồ luôn. Rồi bán cho bà con này là bán cho bà con 1,3 triệu nha. Ở bán cho bà con 1,3 triệu. Rồi vô con máy xới này luôn. Máy xới động Rubin 06 nè. Ở con này là có số đồ luôn nè nha. Đó hộp sơn số đồ luôn. Con này là giật được không? Dịnh đây. À, giật hơi hám rồi còn ngon nha. Giật hơi hám rồi còn ngon. Ngã nó vô kia cho đỡ. Đấy. Hơi hám rồi còn rất ngon. Rồi bán con này cho bà con là giá bán là 1 triệu 7 nha. Đó, 1 triệu 7. Con 31 1 triệu 7 nha. Rồi vô con 32 nè. Một cái con Shindawa. Shindawa nha. Shindawa nòng 34 ly. Con này nó có chức năng đời luôn. Con này là thiện đó mờ xăng đồ vô ra nổ ok hết rồi. Đủ đồ. Đó. Đủ đồ luôn nha. Chén cỏ chén đồ còn nè. Đây. Chén ngậm cỏ trong đồ rồi cũng còn hết. Đầy đủ. Rồi con này bán cho bà con. Con này là bán cho bà con 900 ngàn nha. Ở con này mờ xăng là đã nổ làm nổ luôn. Ok nổ rồi chạy ok rồi nha. Đó là con máy cắt cỏ đeo qua. Rồi vô một cái con máy xịt thuốc nè, đầu ok. Con này là động cơ á, là động cơ Kuruta. Nó là 3 ngựa tư nha bà con. Đó, nằm trên đầu áp là ti sứ, đồng hồ đồ nè. Còn quá đẹp luôn, đồng hồ còn mới tinh luôn nha, đầu áp còn mới tinh. Và cái con này mã lực nó là lên 20 lít nước 35 kg nha bà con. Đó, nó là 35 kg 20 lít nước. Đó, đầu ti sứ. Con này là đầu ti sứ, con này xài bao xài cho bà con. Giờ cái việc bà con đổ xăng đổ nhớt vô là xài thôi, chứ không cần mà làm dọn gì hết nha. Những cái con này là anh mấy anh thợ đã làm nổ ok rồi. Rồi cái con này thiện sẽ bán cho bà con là nếu mà bây giờ những cái mặt hàng lô này nè là thiện không có bao phí vận chuyển nha. Đó, bây giờ cái con này cũng vậy, thiện sẽ cho giá là không bao phí vận chuyển và thiện sẽ bao nổ cho bà con. Đó, giờ bà con cái việc bà con xài thì đầu ti sứ này nè
Thiện sẽ không bao phí vận chuyển, rồi Thiện sẽ bán cho bà con là con này, bán cho bà con này giá bán là 3,2 triệu nha, không bao phí vận chuyển nha bà con. Ở 3,2 triệu là con 33 nha. Rồi cho con 34 này, một cái con Honda, Honda luôn, đầy đủ đồ. Con này bình xăng bình đồ cũng còn nguyên này, nó bị răng một chút xíu chỗ này thôi, một chút xíu luôn thôi nha. Rồi bán cho bà con này 1,4 triệu nha. Ở 34 1,4 triệu. Rồi cho con 35 này, một cái con bơm nước hút xả là hút xả là 60 nha, hút xả 60, con này bao nổ bao xài luôn, không bao phí vận chuyển. Đó, con này bán cho bà con giá bán là 2,4 triệu nha. Ờ, giá bán 2,4 triệu không bao phí vận chuyển nha. Là con 35. Rồi cho con 36 luôn. Đó, 36 một con xịt thuốc xài quạt tim một đầu. Đó, xài tim một đầu này. Đó, con này là màu xăng màu đồ là nổ là ok hết rồi nha bà con. Giờ cái việc bà con là đổ xăng vô là xăng hai thì vô là xài thôi. Những con này là nổ ok hết rồi. Rồi con này bán cho bà con giá bán là 1,3 triệu nha. Đó, con 36 1,3 triệu. Ở thì kiếm 74 lô nữa cho bà con luôn, phải cho đủ chẳng cho chẳng. Rồi vô con 37 nè, một con bơm nước Mitsu nè, Mitsu nồng đứng nha, con này 3,5 người, hút xả là 42, con này là hút xả 42 nha. Đó, con này là hút xả 42 nè, con này màu xăng màu đồ là nổ ok hết rồi nha bà con, thử bơm đồ hết rồi, bơm rồi nước rồi lên ok hết. Rồi con này như vậy, con này 37 bán cho bà con này là 1,7 triệu nha. À, tháo bán 1,6 triệu đi, à, trừ bớt 100.000 cho bà con tiền ship 1,6 triệu. Ở 37 rồi cho cái 38 nè, một cái bơm rời dài xài dây cô ro nè. Ở bơm rời xài dây cô ro nha. Ở con này là quay đồ được còn ok hết, bơm trên không nha bà con, bơm của Nhật bơm trên không. Rồi bán cho bà con giá bán 1 triệu nha, con 38 1 triệu. Ở tiện đi kiếm 72 lô nữa ha. Rồi vô hai con bơm nước này đi. Rồi 39 nè, một con bơm nước động cơ 4 thì nè. Đó, động cơ 4 thì nha. Con này tương đương là 1,5 ngựa motor nè. Đó, bơm nước xách tay. Con này bao nổ bao xài cho bà con luôn. Đó, bao nổ bao xài. Rồi bán cho bà con 2,2 triệu nha. Rồi vô con cuối cùng nè. Rồi một con rubin bình xăng dứ nữa nè. Đó, rubin bình xăng dứ nha. Con này bao nổ bao xài luôn cho bà con luôn. Đó, bán cho bà con 1,350,000. Rồi hôm nay Thiện lên 40 lô cho bà con tham khảo đó. Rồi Thiện sẽ soạn thêm máy, chờ máy hàng về rồi Thiện sẽ soạn thêm, rồi Thiện sẽ lên tiếp cho bà con tham khảo nha. Rồi Thiện cũng cảm ơn tất cả bà con.